chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X4 105 độ siêu chất với cái dàn phanh khủng, dàn chân cứng cáp cùng nhiều option thú vị. Yamaha X4 135, một dòng xe con tay rất được ưa chuộng ở Việt Nam và ở những thị trường khác nhau. Mẫu này còn được gọi rất nhiều cái tên như là LC 105 ở Malaysia hay là Indonesia thì được gọi cái tên là Jupiter MX. Với cái sự khác biệt nằm ở cách phối màu, tem xe và một số chi tiết khác theo tiêu chuẩn của từng quốc gia. Còn với cái bản độ dưới đây thì cái chiếc X4 135 được một biker thay đổi phong cách là LC 135. Cùng với đó là rất nhiều món đồ chơi thực chất. Khoác cho mình một chàng áo mang đậm phong cách là LC 135 từ đầu đến đuôi, những cái bờ chó đèn trước đi kèm cùng ốp đầu, đời với mặt nạ cũng như cái đèn hậu đều được chủ xe order trực tiếp từ Yamaha nước bạn với cái giá cũng khá cao khi về Việt Nam. Điểm nhấn cho cái dàn áo là cái phần về trước được tốt đặt bơ bơ với những đường vân 3D khá nổi bật. Ngoài ra chủ xe còn trang bị thêm cái chó đèn 2 tầng SimFast để cải thiện cái độ sáng cho xe. Sản phẩm được sản xuất ở nước ta và được rất nhiều em chơi xe ở nước bạn order. Cái cụm AZ19 Costa kết hợp cùng với Tacon Kidistip tạo ra cái sự ấn tượng tuyệt vời cho dàn đầu xe. Kích thước của hai bộ tay này là khá lớn, vì vậy bắt buộc dù muốn hay không thì chủ xe cũng phải khoét cái phần nhựa đầu rất nhiều để không làm cả cấn mất đi giá trị đồ chơi. Dàn chân trước sau thì được trang bị dầu S bấm ngắt dầu thi lực với các dầu CNC để trang trí cũng như có thể ôm theo bắt hết cái heo dầu hơn, không gặp cái tình trạng là không uống dây. Đi kèm đó là cặp heo dầu Rainbow Bliss 2 bít xứng kết nối cùng cái đĩa Rakotex với thông số trước là 245 và phía sau là 220mm. Hệ thống treo được chủ xe tin tưởng dụng là sản phẩm của YS, được tích hợp cái bình dầu rời để đem cái khả năng vận hành êm ái cho xe. Sản phẩm tuy không được phân phối chính hãng Việt Nam, tuy nhiên em chơi xe có thể mua được thông qua các cửa hàng bán đồ chơi và những chỗ chế cũng nó đảm bảo chất lượng đầy đủ. Chế chi tiết nhỏ nhất khác mà ta không nên bỏ qua đó là phần kẹt tè X1R được ốp cặt bomber và cố định vào gấp thông qua hai ốc khi nằm, được điện vân lên màu titan rất đẹp. Và cốc này thấy được rất nhiều chi tiết đều được cố định bằng ốc ri nằm. Một điểm nhấn lưu ý nhỏ, anh em chọn cái phong cách là LC 105 nên biết là cái đèn hậu của dòng xe này không được tích hợp xi nhan bên trong, vì vậy chủ xe phải khoét phần về sau để bắt được Motorest Emblast nằm rời bên ngoài. Chiếc xe được sở hữu một cặp mâm của Swift 5 cây phiên bản đời cũ, bị tiệt chủng cũng rất lâu, vậy này đang được giới chơi xe là săn tìm rất nhiều để làm bạn, để làm lạ mắt hơn chiếc xe của mình. Và hơn nữa, được thay thế bằng carbon của E5V2 kết hợp cùng với carbon Titan đem lại sự hầm hổ hơn cho chiếc xe cưng. X4 135, độ giật giải với rất nhiều món đồ chơi cứng cáp. Cái chiếc X4 105 độ rất nhiều phong cách khác nhau và một biker đến từ Long Thành vừa hoàn thành xong bản độ nhẹ nhàng với mọi anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Một mẫu xe con tay đã bị khai từ rất lâu, cái tên X4 105 bốn số vẫn luôn được nhiều người tìm kiếm. Đi kèm đó là cái chó đèn nhỏ màu khỏi, bao tay Racer Boy, cái cụm tăng tốc CNC, chưa kể đến một số món đồ chơi khác anh em cùng xem bên dưới. Xe được lên cái vỏ trước chích tiền cứng cáp, đĩa Gaffer 220 lòng đen cực đẹp, cùng với đó là cái dòng sản phẩm được rất nhiều ưa chuộng. Khoác cho mình cái dàn áo tên Spark, Oppo Spark là cực chất, ni nhôm Race Boy, cái phục YS bình dầu, cạc te X1R cực chất. Và đây là X4 độ khi được hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.